Thưa quý vị, với quyết tâm phòng tránh dịch sốt xuất huyết, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát, sáng nay, ngày 17 tháng 7, các quận, huyện, xã, phường trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy, dọn vệ sinh môi trường. Quận Liên Chiểu đã tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Theo phát động của quận, sáng nay, đồng loạt các khu dân cư tổ chức ra quân phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh môi trường các lô đất trống, đồng thời diệt lăng quăng, bọ gậy. Mỗi hộ gia đình đã chủ động thực hiện diệt bọ gậy, lật úp các dụng cụ chứa nước trong khuôn viên nhà mình để ngăn muỗi sinh sôi gây bệnh. Những cái sọ dừa mà bị ngã lên trời mưa là nước đọng thường thường á, là cái đó là nước sạch, trời mưa xuống là nước sạch, là thường thường là muỗi lạng hai vào đóng đẻ đó, nên là khá là hàng tuần là tới ngày chủ nhật là bà con là vận động bà con này đi diệt lăng quăng, bọ gậy để mà ngừa được cái bệnh sốt xuất huyết cho toàn dân. Đến nay, quận Liên Chiểu là điểm nóng nhất về dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố với hơn 1.000 ca bệnh, chiếm gần 1/3 tổng số ca bệnh toàn thành phố. Các phường có số ca bệnh cao là Hòa Minh, Hòa Khánh Nam và Hòa Khánh Bắc. Hiện đã có hơn 120 ổ dịch sốt xuất huyết nhỏ đã được ngành y tế xử lý kịp thời, tránh lây lan diện rộng. Ban nhân phường đã chỉ đạo cho tổ dân phố, khu dân cư là 100% hộ dân phải có trách nhiệm. Ngoài việc tự dọn vệ sinh môi trường nơi ở ra thì có trách nhiệm với cộng đồng, ra khu dân cư, ra nơi công cộng để diệt lăng quăng, bọ gậy, và trong thời gian đến quyết tâm làm sau đó để không còn những ca bệnh xuất hiện nữa trên địa bàn phường. Các tổ dân phố ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy, phát quang bụi rậm, lập ấp những cái chậu có nước chứa đựng tù để không cho muỗi vằn xuất hiện, và đã xử lý các ổ dịch bùng phát trên địa bàn, đặc biệt là chỗ 100% tổ dân phố là ra quân hàng tuần, vừa ngày chủ nhật bắt đầu là ngày 8 giờ là ngày 17 tháng 7 này. Với đặc điểm địa bàn rộng, dân cư đông, là có nhiều lô đất trống và các khu nhà trọ ẩm thấp, nên nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát tại quận Liên Chiểu là rất lớn. Các hoạt động dọn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy sẽ được quận Liên Chiểu duy trì thường xuyên để ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết lan rộng trên địa bàn. Thời gian qua, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn quận Thanh Khê diễn biến phức tạp, số ca bệnh tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Tại lễ ra quân, Ủy ban nhân dân quận kêu gọi toàn thể nhân dân thường xuyên tổng vệ sinh môi trường trong khu dân cư, chung tay phòng chống dịch sốt xuất huyết. Quận Thanh Khê đặt mục tiêu 100% phường đồng loạt tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, 100% hộ gia đình trên địa bàn khu vực có nguy cơ cao được kiểm tra và diệt lăng quăng, bọ gậy một tuần trên một lần. Sau lễ phát động, các đoàn xe tuyên truyền đã diễu hành tại các tuyến đường lớn trên địa bàn quận. Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê và Ủy ban nhân dân cấp quận huyện cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát tình hình các tổ dân phố trên địa bàn, ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy, phòng chống dịch bệnh tại các điểm nóng dịch sốt xuất huyết vào các sáng chủ nhật hàng tuần. Quận Ngũ Hành Sơn cũng tổ chức lễ phát động ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy, phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Tại lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận kêu gọi các cấp lãnh đạo, các ban ngành, hội đoàn thể quận, phường và toàn dân chung tay hưởng ứng tích cực công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Mỗi người dân, hộ gia đình thường xuyên dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà mình, thường xuyên kiểm tra thay nước các dụng cụ chứa nước trong nhà như chùm, vại, lật úp các vật dụng tồn đọng ứ nước xung quanh nhà, không để phát sinh lăng quăng, bọ gậy làm lây lan dịch bệnh sốt xuất huyết. Sau lễ phát động, cấp quận, Ủy ban nhân dân cấp phường cũng đã đồng loạt phát động ra quân dọn vệ sinh môi trường tại khu dân cư. Dịp này, Ủy ban nhân dân phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ đã tổ chức lễ ra quân dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn phường. Tính đến ngày 13 tháng 7 năm 2022, phường Khuê Trung ghi nhận 64 ca sốt xuất huyết và 10 ổ dịch nhỏ, tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tại lễ ra quân, lãnh đạo địa phương kêu gọi người dân, hộ gia đình, đơn vị, công ty, xí nghiệp đóng chân trên địa bàn phường hãy dành từ 10 đến 15 phút mỗi tuần để làm sạch nơi mình sinh sống và làm việc, từ nhà đến xung quanh nhà, phát quang bụi rậm, lật úp các vật dụng chứa nước làm phát sinh lăng quăng, bọ gậy, góp phần phòng ngừa dịch bệnh nói chung và phòng ngừa sốt xuất huyết. Sau lễ ra quân, địa phương đã ra quân tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết, dọn vệ sinh, diệt lăng quăng, bọ gậy tại các khu dân cư. Cũng như các phường khác, Ủy ban nhân dân phường Hòa An, quận Cẩm Lệ đã huy động nhân dân trong phường ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy. Hoạt động đã thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên,
hội viên Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ và Nhân dân trên địa bàn. Các lực lượng đã tuyên truyền bằng loa di động và phát tờ rơi tại từng hộ gia đình và khu vực có nguy cơ xuất hiện dịch bệnh sốt xuất huyết, hướng dẫn người dân các biện pháp diệt lăng quăng bọ gậy, loại bỏ phế thải đúng nơi quy định, đậy kín lu, khạp chứa nước, bỏ muối và các dụng cụ chứa nước. Thông qua hoạt động này nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc chủ động diệt muỗi lăng quăng bọ gậy tại các hộ gia đình và nâng cao vai trò sự tham gia của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.